Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay em lên giao lưu lô mai giống bên vườn của em cho cô chú anh chị mình sưu tầm và mình chơi Tết 2025 ha. Với lại một số cây dẫu hoàng kim cho cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống ha. Thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn. Mã số là mã số 13O. Rồi, một cây dẫu hoàng kim nha cô chú anh chị. Cây này có củ đế luôn ha. Nguyên củ nở nè. Cây này hoạch là được 23 nha cô chú anh chị, củ là 35. Cao nó là được 37, tán ngang là được 36. Rồi cây dẫu hoàng kim này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 800, em bao ship nha cô chú anh chị, 800 nha. Rồi tiếp theo cây mã số 14O ha. Cũng là một cây hoàng kim đó cô chú anh chị ha. Rồi. Cây này em ghép được 5 bo cô chú anh chị ha. Hoành cây này 19. Chiều cao cây này 326, tán ngang 30. Cây em bấm ngọn ở đang bung chèo dữ lắm nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 550 ha. Rồi cây mã số 15O nha cô chú anh chị, một cây xôm Sài Gòn ha. Giống cô chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Hoành cây này 13. Chiều cao của nó 47. Tán ngang của nó 55. Rồi cây này em giao lưu là 320.000, em bao ship nha cô chú anh chị. Tiếp theo cây mã số 16O nha cô chú anh chị. Một cây siêu ôm Sài Gòn nữa ha. Giống của chú Sáu Bình Dương ha. Cây này ghép được 2 bo già mùa ha. Quanh cây này 16. Cao cây này được 53. Tán ngang cây này được 48. Rồi cây này em giao lưu là 300, em bao ship nha cô chú anh chị ha. Rồi tiếp theo cây mã số 17O nha cô chú anh chị. Một cây siêu ôm Sài Gòn cô chú anh chị ha. Rồi. Quanh cái này 14. Cao 55. Tán ngang là 50. Rồi, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 180.000, em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi 18O cô chú anh chị ha, một cây cúc cam ha. Rồi. Quanh cái này là được 14. Cao cái này 45, tán ngang là được 64. Cái này giao lưu 300, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. À, bao ship toàn quốc hết ha. Rồi mã số 19O nha cô chú anh chị, một cây xôm Sài Gòn ha. Quanh cái này 16 ha. Cao 54, tán ngang 63. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 300 luôn ha. Rồi mã số 20O ha, một cây bạch mai Thái nha cô chú anh chị. Hoành 10 ha. Chiều cao là được 40. Tán ngang là được 57. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 350, em bao ship luôn nha. Rồi mã số 21O nha cô chú anh chị, một cây cúc cam nữa ha. Bông 24 36 cánh, bông màu cam cà rốt rất là đẹp luôn nha. Hoành là 12 ha. Chiều cao là được 58, tán ngang là được 70. Rồi cái cúc cam này em giao lưu là 320.000, em bao ship nha, 320. Rồi mã số 22O, một cây cúc cam nữa nha cô chú anh chị. Ghép được 2 bo ha, cây rất là lớn cô chú anh chị ha. Hoành 13. Cao 63. Tán ngang là được 75 luôn ha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng chỉ là 320.000, em bao ship luôn nha. Rồi mã số 23O, một cây cúc cam á cô chú anh chị. Quanh cây này 13. Cao 55. Tán ngang 70 ha. Rồi cây này cũng là 3 ha. Chết. Dướng nó quay lại. Rồi cây mã số 23 O nha cô chú anh chị, một cây cúc cam ha. Rồi em đông số cái này luôn ha. Rồi quanh cái này 13 nha. Chiều cao được 56, tới ngang là được 75. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 320, em bao ship luôn nha. Mã số 24 O ha, một cây cúc phượng thanh trân ha cô chú anh chị ha. Bông sâu chuỗi đế rồng giùm em.
Đây gồng 3 lượng luôn ha. Này cái gốc nhớt liền cốt ha. Hoành là được 9 ha. Cao là 48. Tay ngang là được 65. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng chỉ là 220.000 bao phí vận chuyển luôn ha. Đây cũng là cây của clip giao lưu ngày hôm nay luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ vườn của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.